tại thì chị đang có mặt tại công viên khủng long. Ta-da! Hôm trước thì có rất là nhiều bạn nói với chị rằng chị ơi, chị đến với công viên khủng long đi. Cho nên là hôm nay chị đã thấy hai bạn khủng long ở đằng sau rồi kìa các em. Được em thôi, các em có thấy không? Ở trên kia có rất là nhiều khủng long luôn á. Nhưng cái màn hình này thì không phải là công viên khủng long đâu, mà công viên khủng long ở chỗ kia kìa. Ta-da! Quên nữa, trước khi vào đây thì chúng ta cần phải mua vé. Nhưng mà đối với những bạn nào mà cao dưới 1 mét á, thì sẽ không có phải mua vé. Và chị... anh tiểu thúi, anh có biết ai đây không? Em nhớ là em xem phim rồi đó. Avatar. À, Avatar. Wow, trời ơi, chị đã xem phim về bạn này rồi. Trời ơi, hay ơi là hay luôn á anh tiểu thúi. Đây là bạn của em hả? Bạn của em. Tất cả những cái phim kiểu này đều là bạn của em. Còn kia chính là trứng khủng long. Khi mà bước vào đây thì các em sẽ thấy có những cái âm thanh nó rất là rùng rợn luôn á, giống như kiểu là thời tiền sử vậy. Trời ơi, con muỗi ở đây cũng to khủng khiếp luôn anh Kiểu Thúi ơi. Kìa, anh Kiểu Thúi thấy chưa, thời tiền sử cái gì cũng to hết. Không gian ở đây thì có một cái màu sắc nó hơi tối một chút xíu, nhưng mà chị nghĩ rằng cái màu sắc này thì nó mới phù hợp để cho các bạn khủng long sống. Chứ nếu nó sáng chói lóa thì các bạn khủng long sẽ rất là sợ hãi. Wow, ở đây có một bạn khủng long này. À, điều đặc biệt. Ôi trời, anh Kiểu Thúi ơi, con đó nó cử động lên đó anh Kiểu Thúi. Sợ thật đấy. A few moments later. Rồi là người ta hả? Bạn khủng long này thì có tên gọi là khủng long đầu rắn. Nhưng mà chị nhìn cái đầu của bạn ấy thì chẳng giống rắn một tí nào. Wow, khủng long đầu rắn còn có cả cái chân như thế này nữa. Đúng là lạ luôn á. Anh đi trước đây. Đó các em thấy không, cái mắt của nó nhìn rất là ghê luôn á. Cái mỏ của nó cũng đáng sợ lắm á. Nó là con giòi. Con giòi á hả? Con giòi thời tiền sử á. Con giòi thời tiền sử ghê như thế này á hả? Em không quay về thời tiền sử đâu, ghê quá à. Trời ơi, nhìn nó gớm á. Ở kia còn có một con khủng long siêu to nữa các em ạ. Ui, con khủng long này còn biết quẫy đuôi này các em. Con khủng long này thì nó rất là đáng yêu luôn các em ạ. Nó bé tí xíu, nó chỉ to hơn bạn thộn nhà mình một chút thôi. Cỡ to bằng bạn ngáo đó. Các em có thể nhìn thấy này, cái chân của nó này. Chân của nó hình như là bị teo thôi, là không vận động đâu các em. Chân phải thường xuyên vận động thì nó mới khỏe mạnh. Chân này là do lười nhác nè. Chị sợ con khủng long này.
nó cực kỳ hay giật mình. Đây, đây chính là một em khủng long rất là hiền ở cái khu này luôn. Và chị nghe nói rằng em này là hiền nhất. Đi chỗ khác đi anh Tiểu Thúy. Ở đây còn có một em khủng long hai đầu. Một đầu kia kìa anh Tiểu Thúy. Và một đầu đây. Đúng không? Thực ra em khủng long này có tên gọi là khủng long đuôi truy. Là cái đuôi của em ấy nó giống như cái chùy. Nhưng mà ở đây bị mất dấu rồi, thành đuôi chùy. À đúng rồi, cái đuôi nó giống như cái chùy đó, các em thấy không? À, thủng đít tôi đã, thủng đít tôi rồi. Đó các em thấy chưa, hên mà cái đít của chị nó cũng cứng, chứ không là tan nát rồi đó. Đẹp quá đi thôi các em à. Trong đây rất là đẹp, ánh sáng này, mọi thứ này. Vậy là 5 xu tương ứng với 20.000. Chị có nên mua một quả trứng không ta? Nhà tài trợ giàu có của chúng ta đã bỏ tiền cho chị để mua. Bây giờ thì chị quyết định sẽ mua một quả trứng thôi. Ở đây là chị đã có 5 xu. Giờ chị sẽ lại mua. Ok. Ui ui. Bye bye các em và hẹn gặp lại các em trong những video sau nhé.